Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với InfoLab. Và như các bạn nhìn trên bàn của mình đây thì tất cả đều là iPhone. Và nhắc đến iPhone thì không thể nào không nhắc đến Apple. Apple là một công ty hàng đầu với công nghệ và là công ty nghìn tỷ đô đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, cuối năm trở lại đây thì mọi thông tin lại đang dồn dập tiến đến với cái hãng công nghệ này. Và Apple đang dính những cái phốt gì và vì sao doanh thu Apple lại giảm? Trong video này chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Bắt đầu video. Trong video này mình sẽ phân tích qua hai yếu tố, đó là yếu tố nội sinh, đó có nghĩa là từ bên trong doanh nghiệp Apple, và yếu tố thứ hai là yếu tố ngoại sinh, những cái thị trường tác động hay là những cái gì bên ngoài doanh nghiệp đang tác động vào Apple. Yếu tố ngoại sinh đầu tiên mà mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là các vụ kiện. Hình như là Apple rất có duyên với các vụ kiện hay sao ấy, kiện liên tục, kiện từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm khác. Và vụ kiện nổi tiếng nhất chắc có lẽ là vụ kiện giữa Apple và Qualcomm. Vụ kiện bắt đầu từ năm 2017 và đã kéo dài đến ngày hôm nay. Vụ kiện này thì liên quan trực tiếp đến cái quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan khác. Apple thì tố Qualcomm là tận dụng cái vị thế độc quyền để tính chi phí cao cho công nghệ của mình. Còn Qualcomm thì lại yêu cầu Apple phải trích một phần doanh thu từ iPhone để có thể trả cho việc sử dụng các bằng sáng chế của mình. Và cả hai hãng này đều đang kiện tụng ở xuyên quốc gia luôn, từ Mỹ này, Trung Quốc và cả Anh. Nhưng cuối cùng, Apple hiện tại khéo có lẽ đang là trở thành kẻ thất bại khi mà Qualcomm đang thắng kiện ở một số các quốc gia, ví dụ như Trung Quốc. Và điều này mang đến rất nhiều các hệ lụy, như là nhiều dòng iPhone đang bị cấm bán ở Trung Quốc do bằng sáng chế của Qualcomm về việc cho phép người dùng có thể điều chỉnh kích thước hình ảnh và quản lý ứng dụng bằng màn hình cảm ứng. Tại Đức, điều tương tự cũng đã xảy ra do nhà chức trách nước này cho rằng táo khuyết đã vi phạm bằng sáng chế. Hệ quả là Apple Store tại Đức đã phải ngừng bán các dòng máy iPhone 7 và iPhone 8. Hệ quả đến ngay sau đó khi mà giá cổ phiếu của Apple tụt hẳn 2% ngay sau khi Đức ban bố lệnh cấm bán một số dòng máy iPhone. Một số cái vụ kiện nho nhỏ cũng khiến cho chúng ta cũng phải bận tâm, đó chính là việc chiếc iPhone XS Max hay XS đã bị mang ra tố là tại sao lại nhìn trên cái hình quảng cáo không có hình tai thỏ và đâm lên kiện từ một số người dùng của Mỹ. Ồ, rất là lạ. Một số người dùng lại kiện là chiếc iPad Pro 2018 bị cong do có lỗi của nhà sản xuất, và rất nhiều các vụ kiện giới đất hỡi khác nữa. Một cái yếu tố thứ hai từ yếu tố ngoại sinh đó chính là về thị trường. Khi mà thị trường smartphone bắt đầu trở nên bão hòa và các nhà sản xuất smartphone cạnh tranh nhau rất là khốc liệt. Không chỉ vậy, tâm lý người dùng smartphone đang muốn sử dụng chiếc máy của mình lâu hơn và ít thay đổi trong một thời gian dài. Và một điều cũng liên quan đến kinh tế và chính trị một chút, đó là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi mà Mỹ vừa bắt tạm giam giám đốc tài chính của Huawei, ngay lập tức Trung Quốc đã phản pháo bằng việc là bắt các doanh nghiệp Trung Quốc không sử dụng hoặc là không bán hay là cho nhân viên sử dụng các đồ của Apple, khiến cho doanh thu của Apple bị suy giảm từ đây. Yếu tố thứ hai đó chính là yếu tố nội sinh, những cái vấn đề từ bên trong của doanh nghiệp và từ sản phẩm từ iPhone. Đầu tiên chắc có lẽ là vụ bê bối, có nghĩa là phải là lịch sử nhất và là đau đớn nhất của Apple, đó chính là vụ bê bối giảm hiệu năng khi mà sử dụng các máy chai pin từ các dòng iPhone cũ. Những mẫu máy được cho là giảm hiệu năng là từ những máy đời iPhone 7 đổ xuống, với sự ngụy biện là giúp máy chạy ổn định hơn khi mà có tác động của viên pin. Điều này đã khiến cho rất nhiều người dùng đâm đơn kiện Apple, không chỉ riêng Mỹ mà rất nhiều các quốc gia khác, trong đó có cả Việt Nam. Vì họ cho rằng đây chính là một hình thức marketing không lành mạnh ép họ phải mua các sản phẩm mới của Apple. Và Apple đã xoa dịu người dùng bằng cách là cho người dùng có thể tự tắt và tùy chỉnh được cái mức giảm hiệu năng này, và đưa thêm tính năng check độ chai pin lên các hệ điều hành iOS mới, cộng với việc là giảm giá thay pin cho các máy iPhone đời cũ. Thứ hai đó chính là các dòng iPhone mới như là XS, XS Max hay XR đang chưa thu hút được người dùng. Chúng ta đã biết là Apple luôn là người đi đầu trong xu thế thiết kế cũng như là phát triển sản phẩm. Nhưng những cái sản phẩm mới như là XS, XS Max hay XR không có gì đột phá quá nhiều so với chiếc iPhone X của năm ngoái, dẫn tới doanh số trong giai đoạn tháng 11 năm nay đã giảm 20% so với năm trước. Doanh số của iPhone XR vẫn kém hơn iPhone 8 đến 5%, XS Max thấp hơn đến 46% so với chiếc iPhone X. Nguyên nhân được cho là đội ngũ phát triển của Apple vẫn chưa sáng tạo, trong đó các hãng khác đang sáng tạo không ngừng với những cái thiết kế đột phá hoàn toàn.
Điều thứ ba là một cái điều mà theo chủ quan mình thấy, đó chính là Apple đang rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Khi mà các bạn biết là iPhone đều sử dụng rất là mượt mà và rất là bền bỉ, thậm chí là hệ điều hành iOS 12 còn đang được hỗ trợ cho đến tận chiếc iPhone 5S, một chiếc máy ra đời rất là lâu rồi. Và từ những cái việc như thế khiến cho những người dùng đang càng ngày càng sử dụng những cái cũ của họ nhiều hơn so với việc là mua máy mới, khiến cho doanh thu của Apple đã bị giảm mạnh do những cái việc là người dùng đang cảm thấy thoải mái khi mà sử dụng chiếc máy của họ. Theo khảo sát thì vào năm 2015, cứ 24 tháng thì người dùng sẽ thay đổi máy một lần. Nhưng đến năm 2018 thì con số này đã tăng lên tối thiểu phải là 35 tháng thì người dùng mới có bắt đầu thay đổi và mua smartphone mới. Điều thứ tư, đó chính là việc tốc độ tăng trưởng của Apple đang ngày càng chậm lại. Khi mà hồi mới ra iPhone X, Apple đã phần nào đã thấy được dấu hiệu của sự tăng trưởng chậm. Nhưng bằng một cách là đội giá bán sản phẩm lên khiến cho doanh thu của Apple vẫn tăng lên và lợi nhuận cũng tăng lên đáng kể, khiến cho việc là sự phát triển chậm của Apple nhìn ra không được rõ. Tuy nhiên đến năm nay thì cái tốc độ tăng trưởng đã thể hiện một cách rõ rệt. Điển hình như là Apple đã từng báo cáo với các nhà đầu tư mình rằng báo cáo doanh thu quý 4 năm 2018 có thể đạt đến 89 hoặc đến 93 tỷ USD. Tuy nhiên trong báo cáo mới nhất gần đây thì Apple đã giảm mức doanh thu xuống chỉ còn 84 tỷ USD, thấp hơn 7,6% so với là báo cáo dự báo. Một điểm nữa chứng tỏ việc là Apple đang gặp cực kỳ nhiều khó khăn, đặc biệt là trong cái việc bán hàng và bán các sản phẩm iPhone, đó chính là việc Apple đang phải giảm giá các sản phẩm mới của mình, đặc biệt là trong thị trường Trung Quốc. Ví dụ như là mức giảm cao nhất đối với chiếc iPhone XR lên đến 66 USD và các sản phẩm khác lên đến là 59 USD. Vừa rồi mình vừa phân tích qua những cái yếu tố nội sinh và ngoại sinh đã khiến cho việc doanh thu của Apple suy giảm mạnh. Đúng là việc Apple là một công ty nghìn tỷ đô thật đấy, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, một công ty nghìn tỷ đô đã bốc hơi 40% cái giá trị vốn hóa trên thị trường, chỉ còn hơn 600 tỷ USD mà thôi. Thấp hơn cả Microsoft, thấp hơn cả Amazon và Alphabet, thì liệu có phải là Apple đang bị suy giảm quá nhiều hay không? Hay là do thị trường smartphone đang trở nên bão hòa và các doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau rất là khốc liệt trên thị trường này? Vậy thì các bạn nghĩ là liệu cái đế chế của Apple đang dần dần hụt hơi trong cái cuộc đua của smartphone hay không? Thì vui lòng để lại comment cho mình bên dưới nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, bấm like, bấm subscribe kênh Relab và bấm chuông để đón chờ các video mới nhất, các số InfoLab mới nhất của mình. Như thường lệ thì mình xin cảm ơn hệ thống sửa chữa điện thoại Vui đã tài trợ cho mình chương trình này. Nếu như các bạn có nhu cầu sửa chữa điện thoại có thể tham khảo dịch vụ tại hệ thống sửa chữa điện thoại Vui. Đường link mình sẽ để ở phần mô tả. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số InfoLab lần sau. Xin chào.